Thưa quý vị, kết thúc phiên ngày hôm qua thì mức giảm đều và rất sâu ở cả 4 nhóm là nông sản, nguyên liệu công nghiệp, năng lượng và kim loại đã kéo chỉ số hàng hóa MXV Index giảm 1,59% xuống còn 3.047 điểm. Tuy nhiên, với thế mạnh của thị trường T0 thì nhà đầu tư có thể có lãi ngay cả khi thị trường lên và xuống. Ngày hôm qua thì dòng tiền chảy vào thị trường hàng hóa vẫn có sự gia tăng mạnh mẽ. Theo ghi nhận từ khối quản lý giao dịch của MXV, giá trị giao dịch tăng gần 15%, đạt hơn 5.200 tỷ đồng. Các mặt hàng kim loại đồng loạt lao dốc trước các thông tin cho rằng là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ mạnh tay tăng lãi suất ngay từ tuần này trong bối cảnh lạm phát gia tăng kỷ lục tại Mỹ. Giá bạc đánh mức 3,08% và đóng cửa ở mức khoảng 21 đô la Mỹ một ounce, mức thấp nhất trong vòng gần một tháng qua. Cùng với đó thì bạch kim có phiên giảm thứ 5 liên tiếp và lao dốc gần 4% xuống còn 932 đô la Mỹ một ounce. Trên thị trường kim loại cơ bản thì giá đồng COMEX đã có phiên giảm thứ 3 liên tiếp xuống mức hơn 9.284 đô la Mỹ một tấn và giá quặng sắt thì cũng lao dốc 3,66%, đóng cửa ở mức 134 đô la Mỹ một tấn. Còn trên thị trường nội địa, giá sắt thép đã được ổn định giá bán sau 3 lần điều chỉnh giảm từ giữa tháng 5. Cụ thể là giá các sản phẩm thép cuộn và thép thanh vằn tại khu vực miền Bắc vẫn dao động trong khoảng từ 16,9 cho tới 17,5 triệu đồng một tấn.